Liên tục chương trình thì cũng thể thư lô cầu thì hai anh em sẽ mến gửi đến quý vị bài ca cụ được mang tên Chợ Mới, ủng hộ cho anh chàng phố tay lớn lớn đó quý vị, còn nhiều mình nghe nhiều nha. Dạ. Thì từ chiều tới giờ thì những cái bài đi vào lòng người đã hát rồi, chỉ còn cái bài này thôi Quyền ơi. Còn có một bài nữa. Dạt sao ra bờ sông như hẹn lứa đôi, mang áo cưới cho anh nhìn, mà tình em mong người ơi, con ngứa trôi xuôi dòng sông lưng. Đầu còn mẹ lại quen ngang rồi bảo, mẹ bảo sao vậy anh? Mẹ bảo thằng Tấm cái tính nó cọc cằn, sợ sau này con không về bị nó ăn. Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu. Em biết không, làng xóm bàn tới bàn lui anh buồn biệt ta buồn. Từ cái bữa nhà qua nhà hỏi, em thấy mẹ lắc đầu rồi cũng thôi, giặt áo ở bờ sông. Hôm có lệnh cầm quân, sao đi mong cho em đi. Anh chỉ sợ cái lắc đầu và một tiếng. Rồi em có buồn không mỗi khi vắng anh? Thương người ta mà đi không có một tiếng nói nào hết trơn hết trọi à. Anh biết không? Sao em? Mấy hôm sau em mới hay tin nó đi bộ đội. Em vội chạy xuống Long Xuyên rồi em lên tận Đồng Nai nè. Nhìn nhận chỗ tiền quân xa pháo còn dài sát mà bóng. Rồi nhận bữa nhớ anh. Những bữa nhớ anh, em giả đò đi chợ, ghé nhà thăm cho hai bác đỡ buồn. Nghe bác nói cái thằng Tâm thơ nào nó cũng nhắc. Nó hỏi con Hồng bây giờ có chồng ở đâu chưa. Đọc thơ anh, em mừng muốn khóc vậy đó, mà không biết chừng nào mình mới được. Trời ơi, Quyền ơi,
Tại sao em đang nắm bắt cơ hội vậy Quyền? Đợi mỏi cổ luôn rồi đó. Chứ mà em giặt áo bờ xong là mỏi tay rồi đúng không? Giặt hoài mà mỏi tay. Anh sẽ mua mới giặt. Nhưng mà em thích hiệu gì? Nói cho anh nghe hiệu gì? Sanyo hay là Nokia hoặc là Samsung? Hiệu nào xài được mua cho em là được rồi. Bền bền là mình làm thôi phải không? Nhưng mà anh vẫn nhớ em dù tuổi mình chưa hẹn. Tính cốc cằn để quyến đêm qua và tầng thân nhìn theo con sông có dòng nước nào về giờ trong nông dời xa dường như anh thấy khi áo đạm tơi dòng sông chờ mới đạm ơi thương nhớ dịu dù chưa hẹn trầu ca rồi em gặp anh hai với anh bảo anh nói rèn anh nói giờ là nghệ sĩ tâm nết hiền lành nên được bà con yêu quý. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái trầu trên tay ngừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui cười. Mẹ nói sao giờ nó là nghệ sĩ mà giờ nó đã hơn người nếu không nó chưa có nơi nào cả nghĩa khi lần về tiếp này mẹ sẽ làm đám cưới cho hai đứa tụi con. Em vội chạy bước ra đằng sau hai tay ôm mặt khóc nước mắt thương chờ chảy giữa lòng sâu chờ anh biết chứ anh hiểu được là cái cảm giác của em nếu mà anh về được anh sẽ về chứ sao anh không về được anh hỏi em nghe nè người ta sẽ vắng người yêu chỉ có một ngày hai ngày người ta đã buồn rồi cái này cả tháng mấy tháng em có buồn không em buồn chứ em đợi anh về mua cái giặt cho em mà đợi hoài buồn chứ tuy có buồn nhưng anh đâu dám dừng bởi cha mẹ đau cũng vì hạnh phúc của con là một lần sẽ duyên không phải bên là trọn đời chút khổ thôi anh chưa gì chỉ biển hương còn bóng giặt chứ nhớ em nhiều nhớ chờ lâu lắm hai tuần đã là buồn rồi chứ đừng mấy năm nữa. Dạ Hồng Minh Đường xin cảm ơn rất nhiều những tình cảm của quý vị. Dạ mai lương quán gió nơi
Trần Lan thường hẹn hò tâm sự. Chàng đã đưa ta vào trong bể ấy sừng ân. Ôi một quan nhỏ mà chưa biết bao kỷ niệm. Rồi bỗng đâu đất bằng sống dậy. Ba năm trời dấu bể tan thương. Ta còn đây, ta còn đây mà như thai xác đổi hồn. Một cô thôn nữ, một cô thôn nữ mong trở thành bà tổng đốc. Trần Bảo ơi, anh có hiểu cho em? Dạ chào bà. Ô kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một gã ăn mày nơi đầu đường xó chợ. Một gã ăn mày, vậy ông cần gì? Bát tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là gã ăn mày nơi đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay dùng mì tôi đến đây không phải để khất thực hàng ngày. Nói như vậy, ông muốn gì? Tôi muốn nhìn nghĩ lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mộng mơ. Cầm ngay gã mày hỗn láo, là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này là ai. Trời ơi, Dương Thảo Lan, Dương Thảo Lan. Tại sao em muốn đánh bằng anh vậy hả Dương Thảo Lan? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ông, nên đành phải quay lưng cuối mặt trốn chạy. Tổ tâm tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải nắm chờ tám đời. Sợ từng cơn gió đêm, sợ lúc trời đổ mưa giông làm cho lờ còng môi tắm mắt biết em xanh tóc mây và dưới bao nỗi nhớ niềm thương đây nước con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm cánh dày tạp tẻo thương đời quá lạnh lẽo chốn cô phòng. Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở của đời tôi đã giọt bao đòn đá thân xác nhưng đâu bằng say sức tâm. Tôi nóng lòng tôi muốn gặp lại cô nhân, nhưng sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cũ. Nhưng có ngờ đâu đầu mong ngày xưa không còn mưa, vì người của tôi yêu ai sẽ lối xa. Trần Thảo ơi, Trần Bảo ơi, xin là thầy yêu cho nàng. Trả lại anh chẳng kỷ niệm năm nào, trả lại xa phương với cành nào.
sớm rơi mau còn đâu một ngàn mây bay còn đâu kỷ niệm năm Dương Thảo Lan. Trần Bao. Dương Thảo Lan. Trần Bao. Dương Thảo Lan hát bài tặng gia đình nữa đi. Dạ, cho hai đứa em chồng ở tay lớn lớn tuồn xuống sân khấu nhiều. Xin cảm ơn. Dạ bây giờ thì xin phép cho Thanh Tâm được xuống đây đi. Mình xuống đây mình phục vụ cho bà con, dạ được không ạ? Dạ nếu được thì cho Thanh Tâm một tràng vỗ tay đi ạ. Không hỡi anh, con chim nó gian đầu hè. Anh thấy chị không hỡi anh, con chim nó múa trên cành tre. Hót cây chim, hót cây chim, hót cho mặt trời hồng cây ta. Hót cây chim, hót cây chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Vũ đoàn chim trên đồng chim trên. Tiếng chim Việt Nam. Trong em đêm nay về sáng qua, sáng trên môi đó hoa vừa hé nở. Anh ơi vậy mà xem lâu lắm mà rồi bao.
thương cho tình sáng lại trong đêm. Anh này này anh ơi anh hãy lại mà xem đó bao nhiêu người trở về từ bóng tối mở lòng vòng. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều, xin cảm ơn ạ. Dạ và để liên tục chương trình thì Võ Ngọc Quyền cùng với anh Chiêu Thanh sẽ mến quý vị lớp trích đoạn rất là quen thuộc được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận với sự cùng tỉnh thức ạ. Trời ơi xúc quá trời xúc. Hai giám bổ thanh chiến vào một tối rạng sáng ngày mai đưa khách thiết tiều về một cổ. Nếu có về bóng cổ, con mã phu này nhận lấy cực hình kịch thiếp nhất. Cô thân tình nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tan đô lệ thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê. Họ đã đi rồi, nhưng
tại sao lại khóc? Em cũng không biết được, có lẽ là em đã yêu rồi. Em có người ấy là một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Mới gặp lần đầu mà em đã yêu, sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ. Giận em rồi làm sao anh sống đổi đây? Em yêu người ta là có tội phải không anh? Không đâu em ơi, yêu nhau không bao giờ có tội. Mà anh muốn nói với em một điều từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong. Cảm ơn rất nhiều những tình cảm chào mừng thay vì hồ bảo sinh sân ca. Sân ca ơi em đã nói rồi, ta mới gặp lần đầu tiên đến số đã sắp bài ta tiếng gia đàn số bảo sinh ơi tôi sân ơi
trước khi ta chém giết nhau như hai kẻ đồng tổ. Vẫn chưa có sao hai hung càng chém chúng tóc biệt để rồi không thù sẽ chẳng lối tình yêu. Không, ta không uống rượu của người ông tổ. Không, nhưng đây là rượu của Hồ Bảo Xuyên. Rượu của Hồ Bảo Xuyên. Rượu có Hồ Bảo Xuyên tiền tâm uống đi rồi hận thù chia đôi ngả chúng mình sẽ mãi mãi bảo giàu gặp gỡ chiến rượu ngày xưa không bằng mà tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đó cay đắng nỗi thương sâu. Rồi mãi mãi xa nhau, hãy uống đi hồ bụi người con gái tôi yêu, và hãy tôi kiếm ra bao di quân chúa. Sông ca nắm chén nghe lòng trao, dương mềm mỏi cay đắng. Nhau giây phút này
kẻ có người gục ngã, kẻ còn lại cúi đầu buồn bã, tiếng người đi dạng kia không về. Dạ vỗ tay mẹ ơi. Dạ ta từng mong bạn yêu giùm tôi.
Lê tướng quân. Sao? Dạ cảm ơn. Cảm ơn chủ tướng đã phụ tiền cho em ra trận nha. Cảm ơn bà. Sao chó hạt sáng chạy dắt cả. Thưa dân, Lê tướng quân có thuộc hạ kìa. Ta mời Lê tướng quân hãy ngồi. Dạ, không được đâu chủ tướng. Nếu đã gọi ta là chủ tướng thì ta đã lệnh cho tướng quân phải ngồi. Dạ tôi. Dạ nhớ, khi nào có lệnh của ta thì tướng quân mới được phép đứng lên. Dạ thưa. Nghe rõ chứ. Lê Minh Tư xin tuân lệnh chủ tướng. Lê tướng quân, tướng quân ơi giận nước ta lắm mây quyên xa thơm xanh tử hồng. Bốn lái đây bốn lái của non sông. Đừng chủ tướng. Lê tướng quân, của chủ tướng. Còn bây giờ Lê Minh Tư xin bái biệt. Khoan, tướng quân, xin tướng quân hãy ngăn lại đây và chờ ta trong giây lát. Chủ tướng. Lê tướng quân. Chủ tướng tìm gì vậy chủ tướng? Dạ cho em xin một cái ly bia hay ly rượu cũng được anh. Dạ cho em xin ly bia đi, em tiễn ông ra trận anh. Cho xin ly đầy đầy coi. Uống vô ra trận quá cho nó xong coi. Chủ tướng. Dạ đầy đầy đi ông mới xỉn. Trong quê hương Bình Đan. Mời Lê tướng quân. Chữ nó khó ca lắm á. Cạn luôn ha. Uống đi. Gió câu tiếng người trong ách mang gông bất dân tộc ta ngàn ngàn năm nô lệ. Bồ quyết quảng sùng sục sôi, xin thề đánh thép, xin thề được ngàn vạn xa linh của đứng lên gìn giữ nước non này. Đưa tiếng một người đi, đi vào nơi hiểm nguy bên mẹ. Thank you.
ta nghe thiên gọi núi sông kêu trên dạng đèo đất đình uống nghe bởi đi tung bước đi quân lê quân ơi ngày đó tiền năm xưa ta có hẹn con gái hoàng cao chung đi chỗ nào thốn tóc người dùng ta sao người nơi bỏ ta nhìn khi người đau mình vừa tắt liền cứ xa thương tắt trời qua đủ người qua tương mắt ở lòng ta giá ngựa bóng thấy thơ quân biên ta bóng hồn quý đang dàn tình trai hãy để cho ta dài bước chạy lên lặng chú tắt trai xóm sắc về câu về giao sứ mang người trai nơi xóm Lê Quân bốn lần nữa xin thay lời muốn dân chắc ngỏ giáo trọng chắc nặng nề và hy vọng ở Lê Quân đã được sự nguyện nhiệm của chủ tướng thì cho dù giáng tự nhân sinh trước chủ tướng Lê xin thay bằng danh dự thay năm tướng quân tất thảo luyện bắt có cho ngài quốc khởi đánh đuổi sầm lặng ta lấy lại cơ đồ phúc lên con tim tôi sẽ cắt đầu thù về đây để tế cho linh hồn minh chủ đi đi quân đi đi quân ta hẹn lại áo mồ khi con con này giặt tóc luôn thầm lặng và bây giờ bố ai lên coi trời ơi và bây giờ Lê Minh Tư xin bái biệt xin bái biệt hết hết rồi. Đi đâu vậy? Công nhận ca giọng cổ mà vỗ tay như nhạc rap ra. Cảm ơn. Phải. Bạn xa
mỗi buổi trưa hè tắm nổi suốt bao năm. Khi hồi mừng dừa cành lá dần tươi xanh, bóng mát tỏa quanh gió thổi dị cảnh vật quê mình ngồi thơ bồng. Làm sao diêm nước mẹ đào dần ngọt gào tắm một lần nữa một đường xin kết thúc cho các vị trong một ngày đêm nghe nhạc nhiều mạnh khỏe vạn sự thành công và xin cảm ơn một lần hoa tăng cường các người anh trai rất nhiều. Qua bướm đò những tiếng ru hời còn thương mẹ làm sao. Vào mùa nước đôi trên chiếc xuồng đôi, mẹ chờ con đi chẳng có bắt ca. Những cơn mưa tuôn suốt đêm tầm ta, bên ngọn đèn dầu gì có mẹ và con. Quạt bếp lửa hồng sưởi ấm mẫu thân, mừng là mẹ vẫn chờ đợi ngày con trở lại. Nhưng mẹ ơi, thời gian không thể kéo dài mãi tuổi thọ quy luật tàn dần của kiếp thế nhân. Lời thơ buồn của điều dân tin cùng tiếng đàn bầu vang lên nghe đào ruột. Con đi mẹ đợi mẹ chờ ngày về vết con dân thơ cho đời. Nãy con đã về lại mái nhà xưa, mẹ hãy sống với con thêm nhiều xuân đường. Quê hương mình không còn bình đưa mòn mỏi đợi chờ không còn nữa mẹ. Qua đi chẳng im im, anh không còn lời lẽ nào để nói thêm nữa hay sao? Còn nói gì thêm nữa Ly ơi, rồi đấy hiểu quá sẽ rồi sẽ quên dần bao kỷ niệm ngày xưa. Trân y miên xin dân biên, đừng đi đừng đi đừng gây chia ly. Thôi thôi mới tình ta giờ đừng nhắc chi thêm đau lòng. Nếu duyên không thành em vẫn yêu anh
tình không trong gian đó là ngoài dự tính của đôi ta. Chứ anh biết rằng em không bao giờ giống tình lôi em, thì giờ đây em mày quên anh như quên một buổi chiều đông kỷ niệm để được an tâm vác áo du quy theo chồng về bên ấy. Vì giờ đây anh chỉ là kẻ đường bên, về đường tiền đưa kiều qua lần sau cuối khi anh ta dương vừa bước và an với chân đôi. Chân im đi. Dù muốn dù không thì cũng xin dính biệt nhau rồi, cho trà qua ly được ấm êm hạnh phúc. Cho tôi nói tiếp đoạn đường do núi gần mây, nhìn những giọt nước mắt lắng dài trên má tôi, biết lòng em đang xúc động đớn đau, cũng như lòng tôi đang chịu nặng trong lòng khi biết mình phải chia tay mãi mãi. Trăng em yêu ơi, cầm bằng giữ em đã chưa? Chà qua ly ơi, anh xin chúc em được nhiều hạnh phúc. Nhìn biết trong xương xám nhớ thương ai, nhớ thương ai mà cay sẽ tâm hồn. Chỉ phút bên nhau còn gì đâu nữa. Thương lắm bé ơi, tại chúng ta trải ngàn giờ đành nghe thay chi tình ta đôi ngả nhớ chung chi nhiều điểm lưu tiếng cô nghĩ làm khổ nhau. Tôi thà rằng nghe tay tôi ai nhiều sầu nhiều sầu cho. Cảm ơn tình cảm và tràng bộ tay của bà con, cô bác rất là nhiều.